Tao lấy tao cầm mà đổi đâu. Tôn Trung Trinh những cái loa này biết là được chưa, không biết là chưa được à? Test luôn test như nào anh cứ nói nếu mà được thì xem lại đánh hay mà. Wi-Fi được không? Đưa lên phầy và đưa lên các cái khác nữa.
đèn ấy, ông mua mất lưu là cái sổ ấy. Anh tạp trên mạng. Anh mua trên mạng. Xong rồi bảo ship đến. Mình thấy mình nó bị bận, bận chủ quan chủ việc. Có tìm vào số điện thoại đâu. Thời gian này cho Vương Hạo còn rất ít. 2 giây, 3 giây, 1 giây hết giờ. Vâng, và Tôn Đức Chính đã giành chiến thắng ở trận đầu tiên. Đúng là cửa chớp, rất khó nói. Chút trước khi xem hiểu 2. Nhà ở cơm à? Bình luận viên là Lý Hồng Gia, Từ Thiên Hồng và Đào Hoàn Minh. Bạn ai bắt đầu? Với lợi thế đi tiên thì Tôn Dung Trinh chỉ cần đánh hòa trong trận này cũng rất là một nhiệm vụ không quá khó khăn với anh.
cả hai bên đều hoành xe. Với lại thế đi tiên chỉ cần anh Hòa thì có lẽ là Tôn Dũng Trinh đã có một khai cuộc, tôi thấy là hơi lung tung, không được tốt, nên đánh bình ổn hơn. Được rồi, wifi cũng tốt và hy vọng rằng đã ổn để phục vụ mọi người. Rồi, công việc phụ thuộc rất nhiều vào mạng Trung Quốc cho nên là mong mọi người hết sức thông cảm. Mà hình như loa cũng ngon rồi thì phải, mọi người nghe thấy rõ không ạ? Vâng, rất xin lỗi mọi người, tại vì là cái mạng wifi của mình, mạng wifi của Trung Quốc truyền về mình nó có vấn đề, tức là cái kênh Giang Du TV này. Rồi, như tôi đã nói thì Tôn Dũng Trinh đã có khai cuộc, có thể nói là đi tiên, chỉ cần Hòa là đi chọn khai cuộc hơi hơi hơi
hơi bị chủ quan ở trong trong cái ván đấu thứ hai này. Đáng nhẽ là anh chỉ cần đi bình ổn thôi, nhưng trong ván này thì đúng là đi hình cờ hơi bị lung tung một tí. Hiện tại như các bạn đã thấy là bên xanh đã mò được tốt sang sông ấy, rất nguy hiểm. Buổi chiều nay thì sẽ có một ván đấu rất hay, đó là Tưởng Xuyên gặp Viên Thứ Nhất. Hy vọng rằng cái lúc đó thì hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Ăn rồi à, ăn được lại tốt rồi, đỡ rất là nhiều. Đỡ rất là nhiều. Khó khăn đang đến với Vương Hạ. Bạn Hải Nam ơi, nước cờ quan trọng người ta phải nghĩ rất là lâu đấy. Không phải đi nước nào đi nhanh cũng tốt đâu. Bây giờ có thể đi xe 7 tấn 3 để ngăn cho tốt sang sông được. À không, ấn xe xuống để giữ pháo đã. Và bây giờ sẽ là chuyển sang chặn lại. Tôi nghĩ là tốt tàu sẽ sang sông, Vương Hạ sẽ không ngừng tiến công và